多么不相信缘起缘灭天注定，上了锁的心逃不了宿命的精灵，闭上了眼睛感觉忽远又忽近，在梦里找不到你踪影，却又梦到你伤心，红尘里有谁可以找回过去的曾经？爱火为你烧也烧不尽，泪水为你一生流也流不停，浮沉世间看不清，情是何物是在深奥难明。爱火为你烧也烧不尽，泪水为你一生流也流不停，爱火苦苦的追寻，已经狠狠烧伤我和你。多么不愿意触动你生命的蛮力，多么不相信缘起缘灭天注定，上了锁的心逃不了宿命的精灵，闭上了眼睛感觉不愿意。呀，em xin kính chào anh nè. Dạ thì em vừa test một đoạn, đó là cặp loa tăng noi DC8T. Dạ này là màu bóng pinô rất là đẹp nè anh em. Loa này về trong tình trạng đẹp hoàn hảo luôn anh em. Trông còn rất là mới, thùng không một vết gì chày hết á. Dạ. Thì dòng loa này trưng bày đẹp và mà chơi tốt vô dùng nhạc và rất là dễ phối ghép. Cặp này đợt này về rất là mới. Dạ, thì đợt này giá cũng rất là tốt anh em. Đó là cặp này là tăng noi DC8T, màu gỗ bóng pinô, tình trạng đẹp chuyên bản. Thì có cái mức giá chỉ có 59 triệu thôi nè. Lúc trước cặp này là phải 67, 68 triệu á nè. Hôm nay 59. Rất là đẹp. Yeah. Tiếp theo đó em xin giới thiệu anh em, đó là cặp tăng noi Tilin T-đúp-đúp. Yeah. Lo đẹp riêng nguyên bản. Thì cái này giờ có chân riêng luôn nha anh em. Giá lúc trước là phải 64, thì hôm nay chỉ có mức giá là 58 luôn chân riêng. Nếu không lấy chân riêng thì chỉ còn 53 thôi. Dạ. Lo đẹp. Dạ, và tiếp theo đây em xin giới thiệu. Dạ, hiện giờ em sẵn em giới thiệu sơ một số hàng mới khui ha, cập nhật cho anh em chơi. Đây là tăng noi DC. Cái này là tăng noi D700. Dòng 700 có cái hậu sâu ha. Bắt tốt. Cặp này về cũng rất đẹp. Giá hôm nay chỉ có trên 60 thôi nè. Lúc trước là 7 mấy á. Dạ. Và bên trong này có một cặp tăng noi Memory, dòng loa quý tộc đến từ Vương quốc Anh. Rất là mới nè, phần gỗ cũng đẹp. Một cái nằm bên đây ha. Phần gỗ đẹp lắm nè. Đây là tăng noi Memory T đúp đúp. Nó có cái dàn cao su cho tiếng bass mềm mại ha. Trên màn đo là có chữ ký. Mà cặp này rất là mới nè. Giá hôm nay em về được hai cặp ha. Một cặp tương đối và một cặp xuất sắc là cặp này. Giá trên 140. Và đây là cặp JBL X4008. Tình trạng đẹp.
xin bản giá tốt lắm anh nè, giá chỉ có lúc trước nó 130 mấy triệu, hôm nay giá nó chỉ có 110 mấy triệu thôi anh nè. Dạ, và đây là cặp tăng nồi Arden MK2 3828, như vậy được hai cặp ha, giá lúc trước phải là 54-55 đó nè. Đợt này em về được giá tốt, lo đẹp, riêng nguyên bản 48 anh nè, bao ship da phần quốc. Bên đây có một cặp L65 A full Anico, đẹp không một điểm chê luôn á nè, tem riêng đầy đủ luôn, đặc biệt nó mới anh em, em quay sát anh em coi cái kiền á nè, ốc là như chưa dấu dặn ra luôn anh em, không có dấu dặn luôn, nói chung chép cũng chưa mở ra luôn, cặp này mới, cặp này kiến zin luôn nữa, còn tem bên trên nè anh em. Giá trên 50 anh em. Yeah. Và bên dưới này là cặp L300 Summit em mới về. Cặp trước bán này. Cặp này mới về là bát xám nè. Đặc biệt cặp này nó được nâng cấp cặp lo của Mỹ luôn anh em. Về cắm ốp chuối rất là dễ. Giá trên 100. Chính xác em đây em báo cho anh em là 126. Dạ. Yeah. Dạ, và có số dạ người ta để em dạm giới thiệu một số ly ha, lo em sẽ giới thiệu tiếp sau. Đây là có một con Lipman L505 UX, con này là thùng xốp, con này là như mới. Dạ, giá hôm nay là 52 UX nguyên thùng, như chưa xài vậy nè. Con này thì được cái chất âm đề mới. Bên dưới đây là con Lipman L550A, tình trạng cũng đẹp xuất sắc luôn. Này là những hàng trưng bày siêu thị nên rất là mới, đầy đủ phụ kiện, giá trên 40. Bên đây là con Lipman L507S 2 la mã, vỏ bóng pinô, đầy đủ phụ kiện, máy đẹp, trên 40 anh em. Sẵn đây là con Esoteric đời cao cấp nhất hiện nay, đó là K01XD, thì con này là còn niêm phong là hàng new, nhập khẩu chính hãng, dạ, bảo hành 2 năm. Dạ, giá list của hãng đăng là 640. Con này em được chiết khấu tốt lắm mình nè. Con này anh em thích liên hệ em để có giá cực kỳ tốt, giá bất ngờ luôn anh em, nguyên thùng chính hãng, còn niêm phong luôn. Dạ, và bên đây là hai con âm ly Lipman LX32U sử dụng 8 bóng L84 cho chất âm mềm mại, tiếng rất là ngọt ngào ha. Một con không thùng, một con có thùng, giá cũng chỉ trên 40 thôi. Dạ, và bên đây đó là một con Lipman L509, 509 công suất nó mạnh ha, đầy đủ phụ kiện, giá con đó như là 52. Bên đây có một con Amply Marang BM16. Dạ. Giá 17 anh em, 17 triệu. Đặc biệt em đang hát con này là Esoteric K01. Thùng xốp đầy đủ. Máy này hàng trưng bày như mới. Giá lúc trước là 140 mấy anh em. Hôm nay về chỉ còn 120 mấy,
hàng về từ Nhật luôn á nè. Chất âm tốt lắm, em đang hát nó. Dạ, và đây là một con CD Acouphay DB430, hàng trưng bày chưa qua sử dụng, giá trên 70 chút thôi anh em. Màu vàng gold ha. Bên dưới nó là con âm ly Lidman L505F Gold. Dạ, giá là 42, đẹp xuất sắc hoàn hảo. Bên này có con này chưa sử dụng luôn anh em. Đó là con âm ly Lidman L509SXE. Dạ. Thùng xốp đầy đủ. Máy là máy tinh. Chất âm ngọt ngào lắm nè. Giá bất ngờ luôn, trên 50. Bên dưới là con Lidman là 507U. Máy cũng mới xuất sắc lắm nè. Dạ, thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em một số hàng mới khui ha. Anh em quan tâm cần thêm hình ảnh này, nhắn em gửi thêm cho anh em ha. Chung đa số đồ đẹp hết. Đồ cũng mới của mình. Dạ, em xin cảm ơn anh em đã xem ha. Okay，走了吗？你低头不说话，爱情像一杯隔夜茶，我却要喝下它。你我之间总有些依恋吧，还可以继续吧，就算是妄想吧，也让我保留吧，不要让这段情从此作罢。半点心。